5 cách để tự tin trong bán hàng, bạn cần biết. 1. Nắm vững kiến thức về sản phẩm hoặc dịch vụ để tự tin khi bán hàng. Hãy nắm vững kiến thức về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang bán. Hiểu rõ đặc điểm, lợi ích và giá trị mà nó mang lại cho khách hàng. Điều này giúp bạn truyền đạt thông tin một cách chính xác và tự tin. 2. Tạo mối quan hệ và tương tác tích cực với khách hàng. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng là yếu tố quan trọng để tự tin trong bán hàng. Lắng nghe và tương tác tích cực với khách hàng, thể hiện sự quan tâm và tạo sự gần gũi. Điều này giúp tạo lòng tin và sự thoải mái trong quá trình giao dịch. 3. Chuẩn bị và luyện tập. Sự chuẩn bị và luyện tập là cách để tự tin trong bán hàng. Hãy thực hiện các kịch bản, tập trung vào việc nói chuyện với khách hàng và cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn. Điều này giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với khách hàng và xử lý các tình huống khó khăn. 4. Tự tin trong giao tiếp. Giao tiếp tự tin là yếu tố quan trọng để thành công trong bán hàng. Hãy nói rõ ràng, tự tin và sử dụng ngôn ngữ cơ thể tích cực, truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và thể hiện sự tự tin trong khả năng của bạn. 5. Tự thân đánh giá và phát triển. Tự đánh giá và phát triển bản thân là cách để tự tin trong bán hàng. Hãy nhìn nhận những điểm mạnh của bản thân và công việc mà bạn đã làm tốt. Đồng thời luôn cố gắng phát triển kỹ năng và kiến thức của mình để trở nên ngày càng chuyên nghiệp và tự tin hơn trong lĩnh vực bán hàng